Chào các bạn, trong video này thầy gửi đến bạn cái tính toán học của axit lactic. Axit lactic của chúng ta là axit có nhiều trong thành phần của sữa chua. Đây là một axit mà nó chứa đồng thời hai nhóm chất. Công thức cấu tạo nó như sau: CH3, CH, CH, COOH. Ở đây thầy ghi bị thừa rồi. Đây, nó là axit có 3C, COOH, C, cái đĩa này là OH. Như vậy bạn để là trong axit lactic này nó có chứa đồng thời hai nhóm chất, đó là nhóm chất COOH và nhóm OH, được chưa? Như vậy có thể nói là tính chất của axit lactic này do hai nhóm chất gây ra, là nhóm chất COOH và nhóm chất OH, hiểu không em? Rồi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ biết này, nhóm OH chúng ta có những tính chất nào? OH thì rất là khiêm tốn về tính chất đúng không? Đó là tham gia phản cháy, phản tác dụng với natri, kali và vẫn lên men giấm hết. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ khảo sát một số tính chất. Đầu tiên là tác dụng với natri. Nhớ cho mình luôn, điều kiện để tác dụng với natri là có nhóm OH hoặc nhóm chất COOH. Đây là hai nhóm chất trong hữu cơ có thể tác dụng được với natri. Như vậy đối với trường hợp này thì axit lactic chúng ta sẽ có như sau: CH3, CH, CO, lỗi đây là OH, COOH, có đem đi tác dụng với natri. Thì bản chất là natri chúng ta sẽ thế vào vị trí hydro của cả hai nhóm chất, đó là OH và COH. Khi đó bây giờ nó sẽ là CH3, CH, O, NA, COO NA cộng cho H2. Chúng ta đi cân bằng 2. Cơ kiến như vụ này không em ơi? Tương tự nếu người ta thay thế natri bằng kali thì tương tự nhé. Rồi. Tính chất thứ hai, chúng ta sẽ tác dụng với kim loại đứng trước hydro nhưng mà khác natri kali. Tính chất thứ hai là chúng ta đi tác dụng với kim loại. Kim loại đây mình chọn đó là kẽm, magie, nhôm, sắt. Ở đây cụ thể thầy sẽ lấy kẽm. CH3, CH, OH, COOH. Lưu ý là natri với kali như nhau, mình ghi cho nó rõ đi. Rồi. Thì bạn lưu ý này, đối với những kim loại mà nó khác natri với kali thì bản chất ở đây là chỉ có nhóm chất COOH tham gia thôi. Hiểu vấn đề không em ơi? Rồi, như vậy trong trường hợp này chúng ta lấy ví dụ cụ thể đây là magie đi. Thì cái đó là gì? Bản chất là magie sẽ thế vào vị trí hydro của nhóm chất COOH. Lưu ý nha. Thông thường ở đây chúng ta bị sai bởi vì nhiều bạn có thử là magie đi tác dụng với cả kia luôn, không đúng nha. Như vậy cái đó nó tạo thành CH3, CH, OH, COO, MG. Chúng ta biết là Mg hóa trị 2, gốc axit này hóa trị 1. Như vậy 1, 2 bắt chéo bây giờ là 2, 1 cộng cho hydro. Cái đếm đặt 2 vào đây nữa là xong. Cơ kiến gì không em ơi? Cái thứ ba. Bạn nghe kỹ. Vì nó là axit thì chúng ta cần phải nhớ cho ta gì? Đó là gì? Nó làm quỳ tím chì xăm màu gì? Làm quỳ tím hóa đỏ. Đó là tính chất của axit không cần phải lăn tăn nhé. Tiếp, tính chất thứ ba đó là tác dụng với muối, thì ở đây chỉ có nhóm chất COOH gây ra thôi. Tác dụng với muối. Muối chúng ta thường hay gặp là muối hydrocarbonate hóa trị 1 và muối carbonate hóa trị 2. Được chưa? Lưu ý điều kiện ở đây xảy ra là nó có nhóm chất COOH. Tại sao tôi phải dạy bạn những thứ này? Để sau này khi chúng ta làm chuỗi phản ứng thì chúng ta nắm được cái triết lý này, chúng ta tìm chất rất là nhanh. Hiểu vấn đề không? Đó. Rồi tiếp này. Tiếp em nha. Rồi. Tiếp tục của chúng ta đó là ở đây chúng ta sẽ lấy đó là hai chất thôi. Thông thường ở trong này bạn lấy cho thầy hai chất là được.
NaHCO3 với CaCO3 là xong. NaHCO3 bản chất là hydro của axit sẽ kết hợp với HCO3, cái đó nó tạo thành là CH3CHOHCOO. Nhóm này hóa trị 1 đúng không em? Mà natri hóa trị 1 thì nó là O gì thôi, O na thôi, cộng cho CO2 và H2O. Có ý kiến gì không? Tương tự như vậy thì bây giờ nó sẽ là CH3CHOHCOOH. Em đi tới dụng với CaCO3. Bản chất như sau. Bản chất là hydro kết hợp với CO3 để biến thành CO2 và nước. CH3CHOHCOO canxi. Lưu ý là cái góc này hóa trị 1, canxi hóa trị 2, tất cả hai lần, được chưa? Cộng CO2 cộng H2O. Để phương trình cân bằng, chúng ta đặt 2 vào axit là đủ. Có ý kiến gì chỗ này không ạ? Có ý kiến gì chỗ này không? Rồi tiếp. Bây giờ thầy đến tính chất thứ tư. Tính chất thứ tư này là chúng ta cần phải lưu ý, dễ sai lắm. Đó là tác dụng với rượu ethylic. Đây là tính chất do nhóm chất COH gây ra. Rượu ethylic chúng ta là C2H5OH. Ở đây mình dùng xúc tác là H2O4 đặc, và chúng ta đun nóng. Rồi, thì bạn nhớ như thế này, những chất nào mà tác dụng được với rượu thì bản chất đây là do nhóm chất COH gây ra, cái đó nó thực hiện phản este. Ở công thức này chúng ta có thể ghi lại như thế này: CH3CHCOOH và đây là OH. Em đi tác dụng với rượu ethylic C2H5OH. Phản này là phản este hóa. Thế nào phản este hóa? Phản este hóa tức là phản hóa học tạo ra este. Số tác đây mình dùng là H2SO4 đặc và có nhiệt độ đun nóng. Khi đó nó tạo thành CH3CHCOOC2H5. Đây là OH cộng H2O. Có ý kiến gì chỗ này không em ơi? Lưu ý một cái tính chất mà ở đây chúng ta lưu ý này. Một cái công thức nó tương tự như axit lactic. Axit lactic là có trong thành phần của sữa chua, được chưa? Lưu ý này. Đối với hợp chất như thế này, CH3 CH COOH và OH. Nếu ở đây chúng ta đi tới dùng với oxy với xúc tác và nhiệt độ thích hợp thì đây chúng ta ở phần này không xảy ra, được chưa? Đây là phần oxy hóa của rượu, nhưng mà điều kiện đây là rượu chúng ta không gắn cùng với carbon chứa nhóm chất COOH. Nhưng đối với chất sau thì có xảy ra này, CH2CH COOH và đây là OH, được chưa em? Rồi khi đó nó tác dụng oxy, xúc tác và nhiệt độ tương ứng. Thì khi đó bản chất như thế này em ơi. Khi mình dùng cái xúc tác này thì bản chất đây là cái thằng nhóm chất đây này, CH2OH này kết hợp vô oxy để biến thành COOH. Nó giống như là gì? Nó giống như cái bản chất của C đây này. Chúng ta có phần liên men giấm đúng không em? Đó là CH3 đúng không? CH2OH đúng không em? Để tới dùng vô oxy, phần này chúng ta dùng là phần liên men giấm. Khi đó nó tạo thành CH3COOH cộng cho gì? H2O. Thì bây giờ cũng vậy thôi. Như vậy bản chất đây là gì?
bản chất là CH2OH này, kết hợp oxy để biến thành COOH và H2O, hiểu không em ơi? Đây là số lượng tương tự nha. Rồi, như vậy trên này chúng ta số lượng tương tự thì bây giờ nó sẽ tạo thành là HOOC, tức là COOH đấy. CH2 COOH cộng cho gì? H2O. Được chưa? Ở trong cái tính chất này thì lưu ý, đây là cái tính chất mà chúng ta dễ bị sai nhất, thế thôi. Đây chúng ta coi lại tính chất của nó nha. Tính chất đầu tiên, lưu ý cho mình nha, tác dụng axit lactic là axit có nhiều trong sữa chua. Được chưa? Nó làm quỷ tím hóa đỏ vì nó là một axit. Nó chứa đồng thời hai nhóm chất COOH của axit và nhóm chất OH của rượu. Bản chất khi tác dụng với natri và kali là bạn nhớ thầy là có nhóm OH và nhóm chất COOH. Vì cả hai đều tác dụng nên natri chúng ta thế vào hai vị trí này được, hiểu vấn đề không? Tính chất thứ hai là tác dụng được với những kim loại nhưng mà khác natri và kali đi. Thông thường bari và canxi nó ít đụng lắm, chúng ta chỉ quan tâm tới những thằng thầy đang liệt kê thôi. Thì trong này lưu ý là chỉ có mình nhôm hóa trị 3 khi tác dụng với axit thôi, hiểu chưa? Còn những thằng còn lại hóa trị 2 hết, nhôm hóa trị 3 này. Rồi, bản chất là đó là axit này đi tác dụng với kim loại để tạo thành muối và khí hydro. Bản chất đó là hydro này với magie trao đổi vị trí cho nhau. Cái góc CH3CHCOOH này, góc này hóa trị 1, magie hóa trị 2, bắt chéo là 21. Thế thôi. Tính chất thứ ba là tác dụng với muối HCO3- và CO3- hai trừ. Tính chất này chỉ do nhóm chất COOH gây ra. Rồi. Bản chất là đây là hydro kết hợp với thằng này để tạo ra CO2 và nước. Dưới này tương tự. Được chưa nè? Rồi tiếp. Lưu ý tác dụng với rượu etylic, bản chất như này chúng ta nghe kỹ nha, hôm sau này chúng ta sẽ bị trả giá cực kỳ đắt. Bản chất bạn ơi, bản chất là OH của axit sẽ kết hợp với hydro của rượu để tạo ra nước. Được chưa? Còn phần còn lại là gì? Phần còn lại sẽ là OCH5 sẽ thế vào vị trí OH, hiểu không em? Đó, cần nhớ điều này nha. Và cần lưu ý đó là cái phản ứng oxy hóa của thằng này với oxy. Đối với axit lactic thì không tham gia phản ứng được, nhưng mà một chất có công thức tương tự như nó bằng cách chúng ta di chuyển nhóm OH này qua vị trí này. Được chưa? Thì nó có tính chất đó là nó sẽ biến thành gì? Nó sẽ biến thành axit hai chất. Đây là axit hai chất. Được chưa? Bản chất này, bản chất là thằng này kết hợp với oxy để biến thành đây và nước. Còn bên kia giữ lại. Đó. Nó tương tự như phản ứng của gì? Nó tương tự như phản ứng của rượu etylic tác dụng oxy bằng phương pháp lây men giấm. Có kiến gì không em ơi?